Có lẽ nhiều bạn vẫn còn nhớ tới cái tên anh hùng trái đất, đình đám một thời, xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 2011. Với nội dung lạ mà quen, mang đậm âm hưởng văn hóa phương Đông, thu hút người hâm mộ, cùng hàng loạt những sự kiện, triển lãm đồ chơi ăn theo. Anh hùng trái đất, hay nói chính xác hơn là Armor Hero, khải giáp dũng sĩ, đã tạo được một tiếng vang không hề nhỏ đối với các bạn trẻ yêu thích tokusatsu tại Việt Nam. Chào mừng các bạn tới với dự án hợp tác giữa HGS Sub Studio và Vertica Media. Hôm nay, qua kịch bản được chắp bút bởi bạn Mini Chiu, hãy cùng chúng mình tìm hiểu, nhận xét và đánh giá phần phim Khải giáp dũng sĩ, quang ảnh truyền kỳ, phần phim khởi động cho loạt phim Khải giáp dũng sĩ, Armor Hero, đình đám một thời của Trung Hoa Đại Lục nhé. Trước tiên, chúng mình sẽ cung cấp một vài thông tin cơ bản của phần phim này. Phim truyền hình Khải giáp dũng sĩ, quang ảnh truyền kỳ, hay còn gọi là Khải giáp dũng sĩ hoặc Armor Hero, được đạo diễn bởi Trịnh Quốc Vĩ, biên kịch bởi Tào VV, phối hợp sản xuất bởi Alpha Group và Hero Box. Phim bắt đầu phát sóng từ ngày 28 tháng 2 năm 2009. Đây là phim truyền hình đầu tiên của loạt phim Khải giáp dũng sĩ. Sự thành công của phim đã đặt nền móng quan trọng cho sự ra đời của các phần Khải giáp dũng sĩ sau này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cốt truyện của phim nhé. Ở mục này, mình sẽ cố gắng tóm gọn một cách dễ hiểu nhất để các bạn nắm được nội dung trọng tâm. Dĩ nhiên, để bài review được hoàn thiện, vẫn sẽ cần tiết lộ một số nội dung phim. Nếu các bạn không cảm thấy phiền về điều ấy, thì chúng ta cùng tiếp tục nhé. Bộ phim xoay quanh quang ảnh truyền kỳ, một truyền thuyết giữa ánh sáng và bóng tối được lưu truyền trong sử sách. Truyền rằng, khoảng 5.000 năm về trước, vùng đất Trung Thổ từng xuất hiện 55 dị năng thú gây hại cho chúng sinh. Sau đó, trời cao đã giáng xuống 5 viên thiên thạch, rơi xuống 5 thôn làng. Dân làng của 5 thôn đã sử dụng năng lượng từ thiên thạch, hợp thể với áo giáp quang ảnh, trở thành 5 võ sĩ chiến thần và phong ấn dị năng thú trong những tấm quang ảnh thiếp. Từ đó đến nay, quang ảnh thiếp đã một vài lần bị hóa giải, nhưng mỗi khi quái thú xuất thế tung hoành, các võ sĩ chiến thần đều xuất hiện để tái phong ấn chúng. Những võ sĩ chiến thần này được gọi là khải giáp dũng sĩ. Viết nên truyền thuyết mới ở thời hiện đại là 5 chàng trai: Hân Nam, Đông Sam, Bắc Diểu, Khôn Trung và Tây Chiêu. Họ là những truyền nhân của 5 thôn, mang trong mình nhóm máu RT. Nhờ sự trợ giúp của ERP, họ trở thành người triệu hoán áo giáp và chiến đấu với thế lực ảnh giới, bảo vệ cho chính nghĩa. Sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm, cuối cùng họ đã đẩy lui được thế lực bóng tối và ngộ ra ý nghĩa quan trọng nhất của sự đoàn kết. Suy cho cùng, tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất của ông trời. Quang ảnh, ánh sáng và bóng tối cấu thành hai thái cực dương và âm, tạo ra ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Các thành phần cấu tạo nên thế giới. Năm nguyên tố trong ngũ hành tương ứng với năm áo giáp và người triệu hoán trong phim có quan hệ tương sinh tương khắc. Tương sinh và tương khắc luôn luôn song hành cùng nhau. Vì vậy, chỉ có sự đoàn kết, giúp đỡ, bù đắp thiếu sót cho nhau mới có thể cùng nhau phát triển. Nhìn chung, nội dung phim không có quá nhiều plot twist, cũng không có những hình thái form hoặc item nâng cấp để thu hút sự chú ý của khán giả. Thay vào đó, khải giáp dũng sĩ tạo dấu ấn với những cảnh ấm áp, thân thuộc khi mọi người đoàn tụ bên nhau, những sóng gió mà các nhân vật phải trải qua và những bài học khiến cho chúng ta phải suy ngẫm. Không gian của từng nhân vật, từ chính diện đến phản diện trong phim đều được phân bố rất hợp lý, cùng với diễn xuất tự nhiên tạo cho ta một cảm giác thoải mái. Mạch phim không quá nhanh, vừa đủ để người xem có thể thích nghi với những tình tiết mới. Tuy nội dung phim khá hoàn chỉnh, nhưng vẫn có một vài điểm chưa trọn vẹn cần được nhắc tới. Thứ nhất là việc phát lại cảnh cũ trong tập mới, nhiều khi dài đến tận 2-3 phút để ăn gian thời lượng phim. Thứ hai là trong một số tình thế cấp bách cần hành động ngay thì nhân vật lại đứng nói chuyện hoặc làm động tác thừa trong vài giây. Một số cảnh chiến đấu của diễn viên chính lúc chưa biến thân cũng khá ngô nghê giống trẻ con. Thứ ba, trong nhiều phân cảnh, các hiệu ứng âm thanh được chèn một cách không cần thiết. Ví dụ như cảnh đột nhập trong tập 47 cần sự yên ắng thì lại chèn âm thanh rất to và ồn ào. Thứ tư, đa phần thân thế của những người triệu hoán đều là trẻ mồ côi, nhưng lại không có những giải thích nào thỏa đáng về thân thế của họ cả. Cuối cùng là việc các bộ giáp được lắp đèn LED, nhưng trong phim lại có quá ít cảnh dùng đến, thật sự vô cùng lãng phí. Theo ý kiến cá nhân của mình, nếu nhà sản xuất chịu bỏ công quay thêm nhiều cảnh bộ giáp phát sáng đèn LED, thì những phân cảnh chiến đấu trong phim sẽ thu hút hơn rất nhiều. Tiếp theo, mình sẽ giải thích và đánh giá sơ lược về các nhân vật trong phim. Đầu tiên là về những khải giáp dũng sĩ. Trong mục này, mình chỉ nhắc tới những người triệu hoán ở thời hiện đại mà thôi. Những khải giáp dũng sĩ trong phim được gọi là quang ảnh khải giáp. Họ là một đội khải giáp
tham gia chiến đấu giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Mỗi khải giáp cần đánh dị năng thú tới một mức độ nhất định, sau đó sử dụng tất sát của vũ khí chủ đạo, phong ấn quái thú thành quang ảnh thiếp, thu những dị năng lượng về hình thành ma linh thạch bằng thắt lưng càng khôn, rồi giam chúng trong từ trường của quang ảnh thạch. Sau khi thu thập đủ, ma linh thạch sẽ được lưu trữ trong phong ma hạt. Trong thời hiện đại, quá trình này có được sự hỗ trợ rất lớn từ ERP. Khải giáp dũng sĩ Viêm Long Hiệp. Viêm Long là áo giáp thuộc hành hỏa, do truyền nhân của hỏa thôn triệu hoán, dùng năng lượng của hỏa ảnh thạch. Người triệu hoán chính của bộ giáp này trong phim là Lý Hân Nam. Hân Nam trải qua nỗi đau mất cha mẹ từ nhỏ. Anh mong muốn đoạt giải cuộc thi piano để hoàn thành ước mơ của mẹ. Hân Nam là con người điềm tĩnh, ít bày tỏ cảm xúc. Trước khi làm việc gì đều suy nghĩ cẩn thận. Tâm trạng của anh thể hiện qua tiếng đàn piano. Cuối phim, anh đã quên được quá khứ đau buồn và chuyên tâm vào công việc hiện tại. Môn võ mà Hân Nam dùng trong chiến đấu là Nam Quyền. Động tác thi triển thoải mái, đường quyền tràn đầy khí thế. Từng chiêu thức tựa mãnh long ra biển, phải ra lực trong chớp mắt. Kỹ thuật nhanh, chuẩn, dứt khoát mới có thể đánh bại đối thủ. Nam Quyền phù hợp với tốc độ linh hoạt của áo giáp Viêm Long, làm quyền pháp tăng thêm uy lực. Hân Nam hiểu rõ tinh túy của Nam Quyền, đặt trọng tâm rất thấp. Nhờ đó, động tác nhanh gọn hơn, tiết tấu dựa nhỏ đánh lớn, lấy khôn đánh dại, ỉ nhanh đánh chậm. Vì thế, lực không quá vượt trội, thậm chí còn xuất hiện một vài điểm yếu, nên anh luôn chú ý sự ổn định của phần thân dưới. Bước chân nhiều biến tính, dùng nhiều động tác xoay chuyển để dễ dàng né đòn tấn công của dị năng thú. Vũ khí của Viêm Long là liệt diệm đao, liệt diệm tiêu và liệt diệm cung. Vũ khí chủ đạo là liệt diệm đao, có đặc điểm sắc bén bền bỉ. Người sử dụng thành thạo có thể đánh một lúc nhiều đối thủ. Kế tiếp, khải giáp dũng sĩ Phong Ưng Hiệp. Phong Ưng là áo giáp hành mộc do truyền nhân của Mộc Thôn triệu hoán, dùng năng lượng của Mộc Ảnh Thành. Người triệu hoán chính là Đông Sam. Anh là thành viên của ERP, cũng là bạn của Hân Nam từ đầu phim. Từ nhỏ, anh ở với ông và em họ Khởi Động. Ông của anh cũng từng là Phong Ưng Hiệp. Đông Sam có vẻ ngoài cứng rắn nhưng thật ra lại rất nhút nhát. Anh không biết cách thể hiện tình cảm của mình, dù thích Mỹ Chân nhưng chỉ dám để trong lòng. Vì vậy, được cô gọi là hồ lô kín nút. Anh hay để ý người khác, dù nhiều lúc không có chính kiến, nhưng lại thường hy sinh bản thân vì cả đội. Đông Sam có điểm mạnh là đôi chân, dễ dàng thực hiện kỹ thuật bay nhảy và đòn đá xoay vòng. Động tác của anh nhanh nhẹn, dứt khoát, không hề lộn xộn, tuy nhiên cần phải rèn sức bền. Năng lực cận chiến của Phong Ưng không bằng Viêm Long, nhưng lại vượt trội về tốc độ và khả năng công kích từ xa. Mộc sinh hỏa. Vì vậy, khi cùng nhau chiến đấu, Phong Ưng Hiệp và Viêm Long Hiệp có thể bù đắp những khiếm khuyết cho nhau. Vũ khí của Phong Ưng là Phong Ưng Kiếm, Phong Ưng Nỗ và Phong Ưng Hoàn. Trong đó, Phong Ưng Kiếm là vũ khí chủ đạo. Người thứ ba trong đội là khải giáp dũng sĩ HT Hiệp. HT là áo giáp hành thủy do truyền nhân của thủy thôn triệu hoán, dùng năng lượng của thủy ảnh thạch. Người triệu hoán chính của HT là Bắc Diệu. Anh là trẻ mồ côi, được một gia đình khá giả nhận nuôi. Lúc còn được cô nhi viện, anh thất lạc một cô em gái tên là Băng Nhi trong đợt tấn công của giới vương. Do đó, anh là người căm thù ảnh giới nhất trong cả đội. Là một người đề cao sức mạnh, có tính cách cao ngạo. Ngay khi vừa gia nhập đội khải giáp thì Bắc Diểu đã tỏ ra không mấy thiện chí đối với Hân Nam, một mực muốn làm đội trưởng. Sau đó còn đánh Hân Nam trọng thương, tạo ra nhiều oan ức cho Tây Chiêu, thậm chí còn gián tiếp tạo ra hắc ám Viêm Long Hiệp. Cũng vì quá cứng nhắc, bảo thủ mà Bắc Diểu đã đánh mất cơ hội đoàn tụ cùng với Băng Nhi. Tuy nhiên, sau khi trải qua hàng loạt những biến cố, cuối cùng anh đã nhận ra cái sai của mình, trở nên hiểu chuyện, biết quan tâm đến người khác hơn và luôn đề cao sự đoàn kết. Phong cách chiến đấu của HT khải giáp là ngăn chặn đòn đánh của dị năng thú, sau đó quay vòng, lợi dụng lực ly tâm và trọng lượng của thủy giáp thuẫn để phản kích. Dù cách chiến đấu này có thể tạo ra phân bố phòng ngự không đều, nhưng vì phòng ngự của HT đứng đầu trong các khải giáp thuộc minh giới, do đó vấn đề này cũng không ảnh hưởng quá nhiều trong giao chiến thông thường. Ngoài ra, lợi thế này của HT Hiệp kết hợp với vũ khí chủ đạo, lưu tinh thương, khiến cho ít dị năng thú nào có thể chạy thoát được. Tiếp theo là khải giáp dũng sĩ Địa Hổ Hiệp. Địa Hổ là áo giáp hành thổ do truyền nhân của thổ thôn triệu hoán, dùng năng lượng của thổ ảnh thạch. Khôn Trung là người triệu hoán chính của Địa Hổ, cũng là người trẻ tuổi nhất trong đội. Anh có tính cách cởi mở và đam mê bóng rổ. Vì có mối quan hệ thân thiết, Khôn Trung luôn cố gắng thuyết phục Tây Chiêu hướng thiện để gia nhập nhóm khải giáp. Thổ sinh kim và tương ứng với trung tâm vạn vật, tương ứng với việc Khôn Trung là người hỗ trợ và ủng hộ rất nhiều cho Tây Chiêu.
và là một thành phần liên kết không thể thiếu trong đội. Địa hổ khải giáp chiến đấu dựa trên sự linh hoạt, bùng nổ. Sức nhảy của địa hổ mạnh nhất trong các khải giáp thuộc minh giới, chuyên về đánh hạ đối phương từ trên không. Động tác công kích đặc trưng là tay phải siết quyền, tay trái tạt trường. Hai vũ khí của địa hổ là liệt địa chảo, dùng trong chiến đấu linh hoạt, và liệt địa đao, vũ khí chủ đạo, có lưỡi đao dày và nặng, mũi đao có lỗ, có thể siết lực trong khi ra chiêu thức. Người gia nhập muộn nhất là khải giáp dũng sĩ Tuyết Ngao Hiệp. Tuyết Ngao là áo giáp hành kim do truyền nhân của Kim Thôn triệu hoán, dùng năng lượng của Kim Ảnh Thạch. Bộ giáp này có người triệu hoán chính là Tây Chiêu. Lúc nhỏ, anh ở cùng cô nhi viện với Bác Diểu và Băng Nhi. Trong lần cô nhi viện bị tấn công, vì cứu Băng Nhi và anh bị giới vương bắt, từ đó được nuôi nấng để chiến đấu cho ảnh giới. Khi lớn, nhờ quen được Khôn Trung, anh quyết tâm hướng thiện, tham gia đội khải giáp và lập công phong ấn giới vương. Tuy nhiên sau đó, anh bị Bác Diểu và một số người bài xích, phải trải qua muôn vàn dằn vặt và oan ức. Có thể coi đó chính là quả báo cho những việc xấu xa mà anh đã làm khi phục vụ dưới trướng của ảnh giới. Nhưng rồi sau cùng, mọi mâu thuẫn cũng đã được hóa giải. Tuyết Ngao xếp hạng đầu trong các khải giáp thuộc minh giới. Sức phòng thủ của Tuyết Ngao ngang ngửa với HT và được phân bố đồng đều. Hơn nữa, Tuyết Ngao cũng là người mạnh nhất trong năm quang ảnh khải giáp. Hai vũ khí của Tuyết Ngao là Trần Lôi Côn, công thủ đồng đều, có thể đánh liên tiếp làm giảm phòng thủ của đối phương, và Trần Lôi Phủ, vũ khí chủ đạo, có thể một khua đè bẹp đối thủ. Ngoài những người triệu hoán chính, trong phim còn xuất hiện cả những người triệu hoán khác như Hắc Ám Viêm Long Hiệp, Trương Kiện hay đội khải giáp dũng sĩ thứ hai. Đều là những nhân tố được bổ sung vào để đẩy mạch phim đi tới những nghịch lý, những nút thắt cao trào hơn. Xong, phải qua hồi giữa, tới gần những hồi cuối thì tuyến nhân vật này mới góp mặt trong phim, nên chúng mình sẽ không đề cập chi tiết về họ để tránh làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của những bạn chưa xem phim nhé. Xuất hiện sau cùng trong phim là Đế Hoàng Hiệp, người mặc bộ giáp ánh sáng có uy lực lớn nhất. Bộ giáp này có hai cách để triệu hoán. Một là chọn ra người có dòng máu năm thôn như Vương Hướng Dương hoặc Lê Tử Dương. Hai là năm quang ảnh khải giáp phải đoàn kết hợp thể với nhau. Hướng Dương được Mẫn Tử nhận nuôi từ cô nhi viện. Cậu nhóc này khá ít nói và có tính cách hướng nội, mang trong mình dòng máu tinh khiết hiếm có của cả năm thôn, có thể lập tức triệu hoán hình dạng trung cực đế hoàng mà không cần dụng cụ hỗ trợ, dễ dàng phong ấn được tứ đại ác thú viễn cổ. Tuy nhiên, do Hướng Dương còn nhỏ tuổi nên thể lực không thích hợp để chiến đấu. Về phần Tử Dương, anh tuy không có dòng máu tinh khiết như Hướng Dương, nhưng anh có thể lực tốt hơn. Anh cần thắt lưng đế hoàng để triệu hoán giáp. Áo giáp sau khi được triệu hoán sẽ ở trạng thái thường. Tuy nhiên, anh vẫn có thể nâng cấp lên hình dạng trung cực đế hoàng bằng núm xoay ở thắt lưng. Xong, bởi là nhân vật xuất hiện trong phim điện ảnh về đế hoàng khải giáp, nên chúng mình sẽ không đề cập quá sâu về nhân vật này. Tuy trải qua nhiều mâu thuẫn và sai lầm, nhưng cuối phim, tất cả những người triệu hoán nêu trên đều đã cải thiện chính mình và trở thành người một nhà. Bên cạnh khải giáp dũng sĩ thì không thể thiếu những nhân vật như Mỹ Chân, Mẫn Tử, Dì Huệ, Tiểu Tung, vân vân. Họ là tuyến nhân vật đồng hành, tạo cảm giác gần gũi và ấm áp cho người xem. Đây cũng là một điều khá đặc sắc và đáng nhớ của phim. Tuyến phản diện chính trong phim là dị năng thú. Khoảng 5.000 năm trước, Ám Ảnh Đại Đế nhận thấy sức sống mãnh liệt của trái đất, đã cử 5 hộ pháp mang theo 55 viên ma linh thạch đáp xuống xâm lược. Những viên ma linh thạch này có thể kết hợp với sự sống trên trái đất để biến thành dị năng thú. Ám Ảnh hộ pháp đã chọn Trung Quốc, nơi có nền văn minh cao nhất lúc bấy giờ, là mục tiêu đầu tiên để hủy diệt. Tuy nhiên, chúng đã thất bại vì sự xuất hiện của quang ảnh khải giáp. Không chỉ có dị năng thú, con người cũng làm tay sai cho ảnh giới. Các thủ lĩnh con người được phân cấp từ nhỏ đến lớn thành tướng, bá, vương, đế. Trong phim, những nhân vật này vì hoàn cảnh đưa đẩy đã bị dụ dỗ tham gia ảnh giới, thỏa mãn nhu cầu cá nhân và quay lưng phản bội chính đồng loại của mình. Tuy nhiên, càng lấn sâu vào sức mạnh của ảnh giới thì hậu quả càng khổ cực và đau đớn, thậm chí sống không bằng chết. Đây chính là ác giả ác báo. Dĩ nhiên, nhắc tới những bộ phim tokusatsu thì không thể thiếu các cảnh hành động và hiệu ứng VFX. Các vai đóng thế khải giáp và kỹ xảo trong phim được thể hiện bởi các võ sư Trung Quốc dưới sự hướng dẫn từ đạo diễn Shibahara Takanori của công ty Wild Stunts. Vì đây là phim đầu tay nên trong những tập đầu, các cảnh chiến đấu có cảm giác vụng về và cứng nhắc. Nhưng về sau, vấn đề này dần dần được cải thiện. Có thể nhiều bạn đã biết, các bộ giáp trong phim rất nặng và gây khó thở cho diễn viên. Do đó, những thiếu sót kể trên cũng có thể thông cảm được. Có lẽ vì lý do này mà vai khải giáp ở những phần sau
được nhà sản xuất thay bằng các diễn viên đóng thế người Nhật chuyên nghiệp hơn. Về hiệu ứng VFX, theo mình, phim sử dụng các hiệu ứng đơn giản nhưng rất thuận mắt, không hề tạo cảm giác cầu thả, sơ sài. Cử động trong các cảnh 3D về cơ bản cũng được dựng rất tốt, không xuất hiện nhiều lỗi như một số phần phim sau này. Một mục rất đặc trưng khác của phim đó là âm nhạc. Chỉ cần nghe một đoạn ngắn, ta có thể nhận ra ngay. Với những bạn tiếp cận phim thông qua phiên bản Việt hóa mang tên Anh Hùng Trái Đất, có thể đã được nghe qua bản cover của ca sĩ Lân Nhã. Nhưng ở đây, chúng mình sẽ giới thiệu và đánh giá dựa trên phiên bản gốc của bộ phim. Bài hát mở đầu của phim có tên Khải Giáp Dũng Sĩ hay Chiến Sĩ Vận Mệnh. Bài hát cuối phim tên là Chiến Dịch Ánh Sáng. Hai bài hát này do Chu Bình Nghị viết lời, Trần Vũ Bằng phổ nhạc. Những bài hát trong phim và cả những soundtrack được sử dụng đều được biên soạn khá chỉnh chu, bắt tai và tạo được sự phấn khích nhất định cho người xem. Chúng mình rất khuyến khích các bạn tìm nghe những bài hát gốc được bộ phim cài cắm vào để cảm nhận được trọn vẹn nhất cái hay mà phần nhạc phim đã đem lại. Tiếp theo, dựa trên những hiểu biết cá nhân mà Mini Chill cung cấp, chúng mình sẽ đưa ra những giải thích và giả thuyết về một số chi tiết trong phim mà có thể các bạn đã bỏ lỡ. Đầu tiên, về tên của người triệu hoán. Tên của 5 người triệu hoán chính được đặt theo phương hướng và có bộ thủ tương ứng với từng hành. Ví dụ, Lý Hân Nam, Hành Hỏa tương ứng với hướng Nam. Trong chữ Hân có bộ Hỏa. Tương tự với Đông Sam, Bắc Diểu, Tây Chiêu và Khôn Trung. Kế đến là tên của các khải giáp. Tương tự như tên người triệu hoán, các khải giáp cũng được đặt tương ứng với từng hành. Chữ Viêm trong Viêm Long nghĩa là nóng nực, đốt cháy, ứng với Hành Hỏa. Phương Nam của Trung Quốc cũng được gọi là Viêm Phương, vùng đất nóng nực. Chữ Phong trong Phong Ưng có nghĩa là gió. Ngoài ra, Phong trong Ngũ Ác cũng ứng với Mộc trong Ngũ Hành. Chữ Hắc trong Hắc Tê nghĩa là màu đen, ứng với Hành Thủy. Trong chữ Tê cũng có bộ Thủy. Chữ Địa trong Địa Hổ nghĩa là đất, trái đất, ứng với Hành Thổ. Trong chữ Địa có bộ Thổ. Chữ Tuyết trong Tuyết Ngao dùng để chỉ màu trắng, tương ứng với Hành Kim, cũng ám chỉ sự lạnh lùng của kim loại. Nhân tiện, nói về màu sắc của các bộ giáp, có thể nhiều bạn vẫn cho rằng màu vàng là hành kim, màu xanh lam và màu trắng là hành thủy, vân vân. Nhưng thật ra, màu sắc tượng trưng cho hỏa, mộc, thủy, kim, thổ lần lượt là các màu đỏ, xanh, đen, trắng, vàng. Trong đó, màu xanh là màu đứng ở giữa, có thể là xanh lục hoặc xanh lam. Màu của các bộ giáp trong phim đã được áp dụng đúng như các quy ước này. Vấn đề tiếp theo mà mình muốn nói đến là hình thái cực âm dương trên thắt lưng. Vốn dĩ hình này có hai nửa, đen và trắng ôm vào nhau. Trong mỗi phần đối xứng lại có một chấm tròn đối lập nằm trong đó. Ý nói, vạn vật luôn có hai mặt tốt xấu, luôn bổ trợ cho nhau, không có gì là tuyệt đối và hoàn hảo. Tuy nhiên, chỉ thắt lưng của Tuyết Ngao Hiệp mới có hình thái cực hoàn chỉnh, trong khi thắt lưng của những người còn lại thì phân rõ hai màu. Điều này có thể đoán là do người triệu hoán chính của Tuyết Ngao từng phục vụ cho ảnh giới, còn những người khác thì đứng hoàn toàn về phe thiện. Tuy nhiên, đây cũng có thể chỉ là chi tiết ngẫu hứng trong khi sản xuất trang phục mà thôi. Ngoài ra, các tinh thạch trên thắt lưng đế hoàng trong phiên bản truyền hình được sắp xếp đúng theo vòng tròn quy luật tương sinh, tương khắc của ngũ hành. Ở mục cuối cùng này, chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số thông tin ngoài lề xoay quanh bộ phim mà có thể các bạn sẽ thấy thú vị. Có lời đồn cho rằng chiếc khải giáp dũng sĩ vào tháng 9 năm 2007 từng xuất hiện một dự án phim có tên Quang Ảnh Chiến Sĩ với thiết kế Viêm Long Hiệp tương tự. Nhân vật chính có tên là Vương Tiểu Hùng do diễn viên Vương Duệ thủ vai. Dự án phim này được cho là đã quay được vài tháng trước khi hết kinh phí và bán lại bản quyền cho Alpha. Có một số chứng cứ cho lời đồn này. Chu Bình Nghị của Hero Box được gọi là tác giả gốc của loạt phim do có nhiều đóng góp to lớn như đưa ra ý tưởng nhân vật và được cho là người môi giới của công ty sản xuất trang phục Rainbow Zokay. Rainbow Zokay là công ty sản xuất trang phục cho nhiều loạt phim của Toei và TV Asahi, trong đó có Super Sentai và Kamen Rider. Khi Khải Giáp Dũng Sĩ mới ra mắt, thì diễn viên Ngô Kiến Phi, người đóng vai Lý Hân Nam có chia sẻ rằng anh cảm thấy rất tiếc vì không được mặc lên mình bộ áo giáp để tham gia cảnh chiến đấu trong phim. Mỗi bộ giáp đều rất đặc sắc, anh tin chắc mọi người sẽ thích khi bộ phim này phát sóng. Trong bản truyền hình có một dị năng thú chưa bị phong ấn, mở đường cho bản điện ảnh. Quả đúng như dự tính, sau đó Khải Giáp Dũng Sĩ đã thành công vang dội. Trong năm 2009, nhà sản xuất quyết định làm tiếp phim điện ảnh về Khải Giáp Dũng Sĩ Đế Hoàng Hiệp và các phần phim tiếp theo, đưa Khải Giáp Dũng Sĩ trở thành loạt phim dài hơi.
Tính đến nay, đã có 6 phim truyền hình và 3 phim điện ảnh về khải giáp dũng sĩ được sản xuất. Vào năm 2002, một loạt phim mới có tên Cự thần chiến kích đội ra mắt khán giả. Sự kết nối giữa loạt phim này và khải giáp dũng sĩ được người hâm mộ gọi với cái tên Vũ trụ Iris. Trong phần phim kỷ niệm năm 2018, Khải giáp dũng sĩ Khải truyền có đưa ra giải thích về một số khái niệm mới. Các bộ giáp có nhận thức và có thể tự di chuyển mà không cần người triệu hoán. Tuy nhiên, họ chỉ quan sát, chứ không chủ động tham gia vào các diễn biến của lịch sử. Minh giới là vũ trụ ánh sáng, quê hương của các khải giáp dũng sĩ. Nơi này được hình thành từ hàng triệu năm trước, có nhiệm vụ bảo vệ hòa bình vũ trụ và ngăn chặn sự xâm lược từ ám giới. Giải ngân hà của chúng ta cũng nằm trong minh giới. Ám giới là vũ trụ bóng tối, nơi sinh ra các nhân vật tà ác. Nơi này do ám ảnh đại đế thống trị và tồn tại song song với ảnh giới, chứa đựng thế lực bóng tối lớn nhất vũ trụ, đối lập với minh giới. Vừa rồi là những giới thiệu và đánh giá của chúng mình về bộ phim truyền hình Khải giáp dũng sĩ. Bài review được phối hợp sản xuất giữa HGS Sub Studio và RTK Media. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về bộ phim này, cũng như sản phẩm mà chúng mình đem tới? Có đồng tình hay không đồng tình về quan điểm nào hay không? Hãy để lại bình luận ở phần bên dưới cho chúng mình được biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để tạo động lực cho chúng mình. Bởi nếu như bài review này đạt được hiệu quả tốt, biết đâu HGS Sub Studio và RTK Media sẽ cùng trở lại trong những dự án hợp tác tiếp theo thì sao? Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào!